Chào các bé, mẹ, các anh chị và các bạn, tôi là Đỗ Mạnh Tuấn đến từ cộng đồng hồi phục trẻ tự kỷ tăng động chậm nói và giảm trí. Và trong video ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các ba mẹ, các anh chị và các bạn một vấn đề, một đề tài mà rất nhiều các ba mẹ, các anh chị đến với cộng đồng của chúng tôi đã đặt ra câu hỏi và rất nhiều các băn khoăn từ các ba mẹ để hỗ trợ cho con. Đây cũng là một đề tài vô cùng quan trọng, một vấn đề để có thể hỗ trợ quá trình, thúc đẩy quá trình hồi phục cho các con sao cho nhanh nhất. Đó chính là vấn đề dinh dưỡng đối với trẻ tự kỷ, tăng động và giảm chú ý. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn, trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với các trẻ tự kỷ, tăng động, chậm nói và giảm trí. Như chúng ta được biết thì là đối với trẻ tự kỷ, tăng động, chậm nói và giảm trí thì các con thường có những cái tổn thương và những cái vùng thiệt thòi và những vùng bị thiếu khuyết trong bộ não của mình, và các tế bào của thần kinh của các con chưa được có sự kết nối được tốt, chưa có sự kết nối được mạnh mẽ và lành mạnh như các trẻ khác. Vì vậy đối với quá trình dinh dưỡng cho các con cũng là quá trình quan trọng để có thể cung cấp các chất dinh dưỡng tốt để giúp cho bộ não của con quá trình giúp con hồi phục nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Thì trước hết là quy trình để quá trình hồi phục cho con, là trước hết chúng ta cần phải loại bỏ các chất độc, các chất gây hại đối với bộ não của con, và sau đó đưa các chất tốt và các chất hỗ trợ cho quá trình hồi phục cho bộ não và trong cơ thể của các con. Đó là quy trình hồi phục cơ bản. Và vì vậy là đối với quá trình dinh dưỡng cho các con là một quá trình quan trọng, chúng ta cần phải hết sức chú ý để đưa cho các con, đưa vào cơ thể các con các chất hỗ trợ rất tốt để cho các con có thể hồi phục một cách vô cùng nhanh chóng. Đó là điều chúng ta cần phải làm. Vì vậy chúng ta hãy cùng chúng tôi đi từng bước đối với các video này để có thể tìm cho con được cách tốt nhất để hỗ trợ các con hồi phục được cách tốt nhất. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn, thì chúng ta đã được biết rằng và ngay trong các khóa chuyên sâu của chúng tôi đã phân tích cho các ba mẹ, các anh chị và các bạn trong cộng đồng của chúng tôi là đấy là tầm quan trọng của các chất dinh dưỡng từ thực vật. Chế độ ăn thực vật là chế độ cực kỳ quan trọng và rất tốt cho quá trình hồi phục của các con. Và chúng ta cần phải tăng cường chế độ ăn thực vật và giảm chế độ ăn các cái thức ăn có yếu tố động vật. Vì vậy đó là một cái yêu cầu đầu tiên chúng tôi xin nhấn mạnh với các ba mẹ, anh chị, các bạn. Đó chính là chúng ta cần phải giảm chế độ ăn động vật và tăng cường chế độ ăn thực vật. Chế độ ăn thực vật phải thúc đẩy và được thay đổi và được bổ sung và chiếm đến 85% chế độ ăn của các con, và còn lại 15% là các thức ăn từ động vật. Chúng ta hãy cho các con ăn rau củ quả, các chất từ thực vật, đó là các chất vô cùng tốt để hỗ trợ cho bộ não của con, cung cấp cho bộ não của con các chất tốt để có thể tạo lên, tái tạo cho bộ não của con, giúp các tế bào thần kinh có thể kết nối được mạnh mẽ hơn. Đó là mục tiêu của quá trình là ăn, tăng cường ăn thực vật cho các con. Vì vậy là đối với chế độ dinh dưỡng của chúng con thì các con thì chúng ta cần phải phân bố vào các bữa chính. 85% chúng ta cần phải chế biến từ thức ăn thực vật và thức ăn còn lại là chế độ ăn từ động vật. Trong thực vật thì rất nhiều các loại cây củ quả khác nhau và có thể cung cấp đầy đủ các chất protein rồi vitamin rồi các khoáng chất cho các con vô cùng đầy đủ. Khi chúng ta thực hiện đầy đủ và chúng ta sẽ tìm ra các loại thức ăn mà có thể thay thế được động vật là chúng ta sẽ bổ sung vào cho các con. Như vậy là các con cũng vừa đủ chất và vừa đủ các yếu tố tốt để hỗ trợ quá trình bộ não của các con. Đó là điều đầu tiên chúng tôi xin nhấn mạnh với các ba mẹ, anh chị, các bạn. Ngoài các bữa chính là chúng tôi vừa nói thì tiếp theo là các bữa phụ cho các con. Các bữa phụ cho con thì chúng ta cần phải thực hiện bổ sung hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất là hai thực phẩm thức ăn quan trọng. Thứ nhất là chúng ta hãy cho con dùng sữa hạt. Thứ hai chúng ta sẽ dùng các nước ép hoa quả, trái cây. Sữa hạt là sữa có yếu tố là tạo ra từ các loại hạt. Đó là một loại sữa có thể là các ba mẹ sẽ tìm hiểu trong kênh của chúng tôi, và trong quá trình các cái chương trình chuyên sâu chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các ba mẹ, các anh chị cách làm, tầm quan trọng của sữa hạt. Và sữa hạt là vô cùng quan trọng. Sữa hạt đưa ra các chất vô cùng tốt cho bộ não để giúp các tế bào của bộ não có thể kết nối được với nhau để có thể được tái tạo và giúp các con hồi phục được nhanh chóng. Và thứ hai là chúng ta phải dùng nước ép trái cây, nước ép hoa quả. Nước ép hoa quả là cung cấp các
cấp chất vitamin và giúp thúc đẩy loại trừ đào thải các chất độc đối với bộ lão và cơ thể. Hai yếu tố hỗ trợ này là vô cùng quan trọng. Nước ép trái cây và sữa hạt là hai yếu tố bổ trợ giúp cho các con có thể có một bộ lão lành mạnh và có thể hồi phục được nhanh chóng. Đối với sữa hạt và nước ép trái cây, chúng ta cần phải lưu ý rằng là chúng ta sẽ cho các trẻ uống mỗi loại từ 1 đến 2 lần mỗi ngày, và chúng ta cần phải chú ý là chúng ta chỉ chế biến sử dụng luôn trong ngày, tránh để lưu lại ngày hôm sau. Và tất cả các bữa ăn, dù bữa chính mà bữa phụ, chúng ta cần phải chú ý kết thúc trước 7 giờ tối để cơ thể có sự hoạt động của các cái hệ tiêu hóa để giúp cơ thể được tiêu hóa tốt và được nghỉ ngơi, tránh các con bị trằn trọc và đầy hơi đầy bụng trong quá trình giấc ngủ của con. Thì trong video khác tôi đã nói về tầm quan trọng của giấc ngủ, vì vậy là chúng ta cần phải kết thúc bữa ăn trước 7 giờ tối để đảm bảo cho các con là có được một giấc ngủ tốt để có thể hồi phục cho con. Dinh dưỡng và giấc ngủ là hai yếu tố song hành vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải kết thúc tất cả các bữa ăn trước 7 giờ tối. Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ với các ba mẹ, các anh chị và các bạn. Đối với các cái thức ăn như tôi đã nói là chúng ta luôn giữ cho các thức ăn là luôn tươi mới, tươi sạch, chế biến luôn trong ngày, sử dụng luôn trong ngày, và chúng ta không để lại tới ngày hôm sau. Đó là nếu để lại ngày hôm sau sẽ là gây hại cho các con, bởi vì có rất nhiều các cái chất độc hại sẽ phát sinh trong quá trình để đến ngày hôm sau. Đó là điều tôi muốn nhấn mạnh với các ba mẹ, các anh chị, các bạn. Còn đối với một số con, đối với một số trẻ thì quá trình uống chất nước ép trái cây là rất khó khăn và có thể là các con không quen, thì các ba mẹ, các anh chị có thể tiến hành cho các con dần dần, từ từ, từng chút một. Các ba mẹ nên nhớ rằng chúng ta hãy kiên trì, bởi vì chúng ta đã hiểu được tầm quan trọng của nước ép trái cây là sẽ đào thải các chất độc, giúp cho bộ lão được lành mạnh, sạch sẽ, được trong sạch trở lại, loại bỏ các chất gây hại cho bộ lão. Và sữa hạt rồi các thức ăn thực vật sẽ hỗ trợ bổ sung các chất để giúp cho bộ lão được kết nối với nhau, được các tế bào được hình thành và kết nối để giúp các con hồi phục được nhanh hơn. Vâng, thưa các ba mẹ, các anh chị, các bạn, trên đây là một số các chia sẻ của chúng tôi về để giúp hỗ trợ cho các con tự kỷ tăng động chậm nói và giảm chú ý có thể hồi phục được nhanh hơn, được nhanh nhất. Nếu các ba mẹ, các anh chị mà mong muốn có thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin hãy đăng ký kênh của chúng tôi và có thể là ghé thăm website bệnhtự kỷ.net, và chúng tôi luôn có các cái quà tặng là các cái chương trình, các cái giáo trình, các tài liệu để hỗ trợ cho các con được hồi phục được nhanh nhất, tốt nhất. Xin cảm ơn các ba mẹ, các anh chị và các bạn rất nhiều. Rất mong hẹn gặp lại các ba mẹ, các anh chị, các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.